Hi, xin chào cả nhà. Thì hôm nay em Thơ sẽ giới thiệu cho cả nhà về một dòng sản phẩm sữa của thuộc công ty cổ phần khúc xạ Việt Nam, đó là được phân phối độc quyền dòng sản phẩm sữa Omega 3. Thì sữa Omega 3 này trên một hộp chỉ có 900g nhưng mà nó mang tới 14 loại thành phần rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà hôm nay em sẽ giới thiệu trước cho cả nhà 6 thành phần chính tốt nhất, đó là bao gồm sữa non, canxi, chlorine, kẽm, phốt và vitamin A. Nó giúp cho mình bổ xương, bổ não, bổ cho mắt và tốt cho hệ vi khuẩn đường ruột. Giúp xương giữ được tính cứng chắc, não giữ được trí nhớ tốt, mắt sáng hơn, kích thích thị giác và hệ vi khuẩn đường ruột sẽ tốt hơn. Đặc biệt cho những người già, người lớn tuổi thì đường ruột nó yếu đi. Với cách sử dụng thì em sẽ chỉ luôn cho cả nhà là cho 180ml nước nóng, hai dùng cho 4 muỗng sữa. Mỗi ngày thì mình có thể dùng từ 2 cho đến 3 lần. Và độ tuổi sử dụng là cho trẻ em thích hợp từ 3 tuổi trở lên, còn người lớn tuổi là cho mọi người, ai cũng có thể sử dụng được. Bởi vì thì vừa rồi là em Thư cũng đã giới thiệu hết tất cả các tính năng tốt của dòng sữa bên em. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay liên hệ theo số điện thoại 0967112852. Em xin nhắc lại một lần nữa là 0967112852, nhanh tay liên hệ và đặt hàng nha cả nhà ơi, 0967112852. Chúc cả nhà có một ngày thật là tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.